Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả loại pháp phần bồ đề và các bồ đề, tất cả như thế đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, không hợp, không tan, không sắc, không thấy, không đối, nhất tướng, gọi là vô tướng, thì làm sao pháp phần bồ đề như thế có thể thủ bồ đề? Bạch Thế Tôn, chẳng phải phi tương ưng, chẳng phải bất tương ưng, không hợp, không tan, không sắc, không thấy, không đối nhất tướng, gọi là Pháp vô tướng có thể đối với Pháp khác, có thủ, có xả. Bạch Thế Tôn, thí như hư không, đối với tất cả Pháp không thủ, không xả, vì tự tướng là không, các Pháp cũng như vậy tự tướng đều không chẳng phải đối với pháp khác có thủ có xả thì tại sao có thể nói pháp phần bồ đề có thể thủ bồ đề Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì tự tướng của tất cả Pháp đều không, không thủ, không xả. Nhưng các hữu tình đối với nghĩa không của tự tướng của tất cả Pháp chẳng có thể hiểu rõ. Nên vì thương xót họ mà phương tiện tuyên nói Pháp phần Bồ Đề có thể thủ Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện hoặc sắc hoặc thọ tưởng hành thức hoặc nhãn xứ hoặc nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc sắc xứ hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc nhãn giới hoặc nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc sắc giới hoặc thanh hương vị xúc pháp giới hoặc nhãn thức giới hoặc nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tĩ thể thân ý xúc, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hoặc vô minh, hoặc hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, hoặc bố thí, ba la, mật đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, hoặc pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc chân như, hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc sơ thiền, hoặc đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, hoặc từ vô lượng, hoặc bi hỷ xả vô lượng, hoặc không vô biên xứ, hoặc thức vô biên xứ, hoặc vô sở hữu xứ, hoặc phi tưởng, phi phi tưởng xứ, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hoặc thánh đế khổ hoặc thánh đế tập diệt đạo